xong rồi chẳng nhớ gì.第十八课，抽象艺术美不美？课文：抽象艺术美不美？对有些人来说，抽象艺术没有古典艺术那么容易欣赏。画布上那些不规则的色块、线条，实在看不出有什么意义。抽象派画家的作品中，经常见到好像随便撒上颜料而形成的画作，在有人看来极其神秘甚至丑陋，有人却从中感受到对自由、对生命的赞美。研究者设计了一个有趣的实验，志愿者的任务很简单，每个人会看到两两一组出现的一些图画，每组中一幅出自著名抽象艺术家之手。另一幅是业余爱好者婴儿、黑猩猩或者大象的涂鸦，志愿者必须判断每一组画作中自己更喜欢哪一幅。其中三分之一的画作作者没有签名，而其余的则标明了身份。令人头疼的是，一些签名被故意弄错了，志愿者无法确认作者到底是谁。所以，有可能志愿者认为自己看到的是黑猩猩的随手涂鸦，实际则是著名抽象艺术家的大作。也许有人认为，在这种情况下根本不可能分辨出来。然而，在每一次测试中，志愿者普遍更喜欢的作品都是由人类艺术家挥笔完成的。由此可见，志愿者能够从画作中感知艺术家的用心。哪怕他们不能够解释原因。另一个实验是这样：志愿者同时欣赏原作和画面元素被调整后的画作，包括静物画和抽象画。结果几乎每个人都更喜欢原作。研究者发现，当看到画上物体位置变化后，大脑中有关含义和解释的区域活跃性下降了。这表明，我们的大脑注意到了原作的布局，并且可以感知其背后的用意。即使我们还没有清楚地感受到这个事实，至少目前可以这么说：没有证据表明黑猩猩或儿童可以这样做。我们的大脑究竟如何感知抽象艺术，是一个有趣的话题。每个人对抽象艺术可以有不同的解读，这既是挑战，也是自由。啊，绿洲的。呀，嗯，对有些人来说，抽象艺术没有古典艺术那么容易欣赏，画欣布赏，像欣赏，想欣赏，嗯。欣赏，画布像那些不规则的色块、线条，实在看不出有什么意义。抽象派画家的作品中经常画家的作品，画家的作品中经常看到好像随好像，便，就讲了好好像像随便。呀，好像随便。好像随便撒上，颜料而形成的作画，再没有在画作，画作，再没有人看来，再有人看来自己神秘，甚至神秘，丑陋，神积秘极。丑陋。有人却从中感受到对自由、对生命的赞美，生命的赞美生命，看的不赞美，呢？如果đối với đối với một số người, nghệ thuật trừu tượng không dễ thưởng thức như nghệ thuật cổ điển. Các khối màu và đường màu không đều trên
khuôn vẽ khó có thể nhìn thấy ý nghĩa. Trong các tác phẩm của các họa sĩ trừu tượng, người ta thường thấy những bức tranh hoạt rải sơn. Một số người có vẻ cực kỳ bí ẩn hoặc thậm chí xấu xí. Nhưng một số người lại cảm thấy cái chữ tuy ở đây nè thầy, em thường thường dịch tuy là đói á, dịch tuy ở đây là gì? Cảm thấy là tự do. Đâu 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 đâu, cái gì đâu? Tôi chưa nhìn được cái mình phân bản. Tuy sư dỗ, tuy sân minh tờ tranh mẩy. Tôi là đối với. Đối với sự tự do, đối với cuộc sống tươi đẹp. Đây 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 đây. Cảm sâu tỏ, đúng rồi, tôi là đối với. Đối với cái đối đẹp, với sự tự do, không phải đối với cái đẹp của tự đối do. với cái đẹp. Chi em không hiểu, đối với cái đẹp của tự do và cuộc sống và đối cái với đẹp cái đẹp của đối tự với do, cuộc sống. đối với cái đẹp của cuộc sống. Em đọc thêm một Một đoạn số ngắn người một số người thì từ trong đó có thể cảm nhận được cái sự cảm nhận được cái đẹp đối với sự tự do và đối với cuộc sống. đấy, đúng không? Cảm Cả ơn mấy chị. cụm danh từ dài là tôi chữ yếu, tôi sống mình, tôi chẳng mày thì chẳng mày, tôi phải dịch trước. À, tiếp, em đọc tiếp đi. Giản chiêu trữ sư chi là ý cơ dầu truy tờ sử yên sư yên trữ tờ chân cu hẳn triển tàn mấy cơ rẩn mấy cơ rẩn hay khan tao liền liền y trụ chu sen tờ ý xia thủ thủ khoa mấy trụ trung y phủ chu chữ chu mỉn cho sang y su cha chư sậu. Linh y phủ sư yê yu ai ai hao chữ yên ở hay xin xin khua khua trở ta sang tờ thú ya chư yuan chữ bị suy phan toàn mấy y chủ khoa chua chung chư chỉ cân xỉ hoan là y phủ. Các nhà nghiên cứu đã thiết kế một cuộc thí nghiệm vui. Chủ nhiệm của người tình nguyện rất đơn giản. Nhiệm vụ,任务, Mọi người không phải chủ nhiệm, nhiệm vụ là任务, nhiệm vụ. Nhiệm vụ của người tình nguyện rất là đơn giản. Mọi người sẽ thấy một số hình ảnh trong hai nhóm người. Một trong mỗi nhóm là một nghệ sĩ. Mỗi người sẽ được xem một vài bức tranh xuất hiện theo hai bức tranh thành một theo xuất hiện hai bức tranh một nhóm Đúng rồi. lén lén chủ lén lén chủ hai lén bức lén tranh ghi chủ, tức là hai cái một một tổ, hai cái một tổ hai bức tranh vào một nhóm và xem hai có nghĩa là mỗi người sẽ xem một số bức tranh mà xuất hiện hai bức tranh một lần kiểu thế. hai bức tranh một lần. Chị dịch giùm em đoạn này. Ok. Yến chiêu chữa sơ chị. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một cái thí nghiệm rất là thú vị. Nhiệm vụ của những người tình nguyện tham gia rất là đơn giản. Mỗi người sẽ xem một vài bức tranh mà xuất hiện hai bức tranh một nhóm. Mỗi mấy chủ chung trong mỗi nhóm, trong mỗi cái nhóm nhóm hai bức tranh ấy, trong mỗi nhóm thì một bức tranh là từ được một bức tranh là được vẽ từ tay của nhà nghệ thuật trừu tượng nổi tiếng. Bức tranh còn lại là bức tranh còn lại là của người yêu thích nghệ thuật trừu tượng nghiệp dư. Hay là những cái nét vẽ của trẻ em hoặc là hay là những cái nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ em hoặc là của con tinh tinh hay là của con voi. Những người tình nguyện cần phải phán đoán ra trong mỗi nhóm bức tranh cần phải nhận ra trong mỗi bức tranh
cái bức tranh nào mà mình thích hơn. Để bạn Hải Thanh đọc tiếp nào. Dạ vâng ạ. Chí Trung. À, chí trung san phân thư y tờ hoa chua chua chở mấy dạo chiên mín ở chí ý thật xưa biểu mình là sân phân lính rắn thấu thắng tờ sơ ý chi chiên mín bay cô y nông chua là chư yến thở ố phả chưa đơn chua chở ta tỷ sư sấy sở dĩ dầu khả năng chư yến chở đơn vầy chư chỉ khăn ta tờ sơ hay sinh sinh tờ sấy sậu thú gia sở chi xưa sư chủ mình cho sang y su cha ta ta chua. À, trong đó thì có một phần ba số tác phẩm thì tác giả thì không ký tên, còn cái số còn lại thì đã thể hiện rõ cái danh tính. Cái điều mà làm cho con người đau đầu đó là một vài cái chữ ký được cô ấy làm sai đi. Các tình nguyện viên thì cũng không có cách nào để nhận ra được rằng là tác giả rốt cuộc là ai. Cho nên là có khả năng là các tình nguyện viên đã cho rằng bản thân mình đã nhìn thấy là những cái nét vẽ nguệch ngoạc tùy ý của những con đười ươi. Trên thực tế thì đó chính là những cái kiệt tác, những tác phẩm lớn của những nhà, của những họa sĩ chủ độ nổi tiếng. Giá trị dạo luận đơn quẩy, dài cho chủng chính hoang xa, cân vận vô khả năng phân, phân tiên chua lái. Đàn ở trai mấy xưa xưa siêu trung thư yến trở phủ biên cân sĩ hoan và chua kính đầu sư dấu đấn dấu đấn lây y sư gia hay tỷ quán thắng tờ yên sự khở chiên Dấu thư yến sự trở khởi nắng chiến. câu Dấu dấu sự sự dấu khở dấu sự khở chiên thư yến trở nắng câu chúng hoa chua trung cảnh sợ cảnh thư y sư gia và dung y nào pha tha mình vô nồng câu sửa sư yến in. Có lẽ là có người cho rằng là ở trong cái tình huống này thì căn bản là không có khả năng để phân biệt ra, nhưng mà ở trong một nhưng mà ở trong cái lần kiểm tra thực nghiệm thì các tình các tác phẩm mà các tình nguyện viên thường thích đều là do con người, do những nghệ sĩ, do những nghệ sĩ con người tạo thành. Do đó có thể thấy rằng là những tình nguyện viên từ trong những cái tác phẩm này thì có thể cảm nhận được cái dụng ý, cái đồ của người nghệ sĩ. Dù cho họ không thể nào mà lý giải được nguyên nhân. Tiếp Dạ. tiếp em. Linh ý cơ. Linh ý cơ sử dụng sư cho yang chư yến trở thùng sử sinh sản yến chua hở hoa men yến sư hoa men yến sư bây theo trọng hậu tờ hoa chua bao khô sinh ưu hoa hở châu xiang hoa chia quả chi hô mấy cơ mấy cơ đàn đạo sư công sử hoa yến chua yến chiêu trở yến chiêu trở phát hiện đang khăn đào hoa sang u thị quay thư đào hoa hậu ta nào trung dậu ta nào trung dậu quan hàng y hứa chỉa sư đờ thuy uy hồ yuê xin xa chiang đờ cho biểu mình quả mân đờ ta nào thu y đào là yuán yuán chua đờ u thu chú u chuy u chuy nhưng chỉ có ý cảm cảnh chư sửa bay hoa tờ dung chỉ y bê câu tờ chỉ dung hiểu y chỉ chỉ bay hoa tờ dung y chỉ sửa và mình hãy dạo chinh chú tờ cảm sao ta chứ cơ chứ cơ sư 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 chứ sả mù chán khở ý chứ mở sô để dạo chân chân chú chi biểu mình chân chi biểu mình hay xin xin hoa ở thùng khởi ý chưa giang chua. Ở cái mic của em này nó hơi bị đanh đanh, không biết là bình thường lùng thế nào. Dạ, hôm nay em dùng cái tai nghe vào Bluetooth nó thấy nghe rõ. Nghe là không rõ, dùng như bình thường đi. Dạ vâng, để em đổi lại.
Hoặc là chọn mic, tức là em vẫn dùng cái tai nghe đấy, những cái mic là cái mic cũ là được. Nó có chế Dạ độ vâng chọn ạ. phần mic ấy. À nhưng mà dùng điện Dạ thoại thì alo. hình như không chọn được. Dạ alo, thầy nghe, nghe rõ chưa? Rồi rồi ok, rõ hơn rồi, nó bị đánh. Dạ. Một cái thí nghiệm khác là như vậy, các tình nguyện viên đồng thời thưởng thức những cái bức tranh gốc và những cái bức tranh mà đã qua chỉnh sửa, bao gồm cả cái bức tranh tĩnh vật và bức tranh chùa tượng. Kết quả là hầu như thì mọi người đều thích cái bức tranh gốc hơn. Các nhân viên nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mà khi mà sau khi cái sự thay đổi vị trí của cái vật thể trên bức tranh thì cái hoạt động ở vùng não con người thì có liên quan tới cái hàm ý và cái sự giải thích nó sẽ giảm đi. Điều này thể hiện rằng là cái bộ não của chúng ta thì chú ý đến cái bố cục của cái bức tranh gốc và có thể cảm nhận được rằng cái dụng ý ở phía sau đó. Mặc dù là chúng ta vẫn chưa rõ được cái chưa cảm nhận được rõ cái sự thật này, thậm chí là trước mắt chúng ta thì có thể nói như vậy, không có cái bằng chứng nào để chứng minh được rằng là con tinh tinh hay là những đứa trẻ có thể làm được như vậy. Tiếp nốt. Manta ta não chiêu chiêu chinh rủ hở cảnh cảnh trư châu sen y su sư ý cơ dậu truy đò hoa thí mấy cơ rừng tuê châu sen y su khởi dĩ dậu bu thống tờ chỉ ở tú truy tú Giả tú. chỉ ở tú cho chia sư thiểu trang giả sư chư dấu. Cái bộ não của chúng ta thì cảm nhận được cái nghệ thuật trừu tượng như như thế thì là một cái đề tài thú vị. Mỗi người thì có thể có cái cách hiểu khác nhau về cái nghệ thuật trừu tượng. Như vậy vừa là một cái thách thức, nó cũng vừa là một cái tự do. Đó. Rồi, tiếp theo nào. Này là chị Mai này. Học đó. Chị Chí. Chí chí. Chí chí副词意思是非常，多用于书面语，只能修饰上音节或多音节形式。多音节形容词，例如，极其 là phó từ có nghĩa là cực kỳ, dùng nhiều ở trong văn viết, chỉ có thể bổ nghĩa cho tính từ hai âm tiết hoặc là tính từ đa âm tiết. Ví dụ, tại Trung Quốc, trên bàn ăn phang y bả tao sư chí chí sáu chen ở xiên xiang. Ở Trung Quốc, trên bàn ăn mà đặt một con dao thì là một hiện tượng cực kỳ hiếm thấy. Tiêu, mấy đen xua, thay cao là, thay thảo yên là, trên bảo mấy tờ rấn, uy tao tờ khuân nạn dễ cớ ngoài tua, uyên chi dễ xẻn đứa chí chí cao cao. Cái người mà mỗi ngày đều nói, thật là tồi tệ, thật là đáng ghét, thật là xui xẻo. Thì cái khó khăn mà gặp phải cũng rất là nhiều. Cái vận may cũng cho thấy là cực kỳ uyển chi dễ chẻn đứa chí chí cao cao. Cái sự may mắn cũng cho thấy là cực kỳ kém, Cảm cực kỳ ừ. ít. Tisan. Châu Xiang, Châu Xiang thay họa gia là thuộc biển trung, kinh chẳng khăn tạo, khảo xiang sới biên xả sang, yuán leo ở xính trường tờ, ở xính trường tờ hoa chua. Yến Tại dù rấn khăn, yến yán leo ở xính trường tờ hoa chua, tại dù rấn khăn lái, chí chí sấn mì sân chư chấu lâu. Trong các tác phẩm mà các họa sĩ theo trường phái trừu tượng thì thường xuyên nhìn thấy là những cái tác phẩm được tạo ra dường như là tùy tiện rắc tùy tiện vung những mảng màu lên trên tác phẩm. Khi mà mọi người nhìn thấy thì cực kỳ là thần bí, thậm chí là xấu xí. Ơ, chí ý, chí ý, đại sứ, biểu sư, chứng xẻ đó.
另外的部分，例如，其余là đại từ thể hiện những cái còn lại, cái thành phần khác. Y, chẳng mà chứ hiểu nì mân lẻng cơ rấn, chứ ý thống xuyến nó. Tại sao chỉ có hai người bạn, các bạn, những bạn khác thì đâu rồi, những bạn khác thì đâu? Chứ hiểu ý cơ phán chia lên cho tông, chứ ý trong khổ tôi sẽ khơi đó. Chỉ có một căn phòng là bật đèn, những cái cửa sổ khác đều tối om. Chỉ trong san phân truy đó khoa chua chua chữa mới ở chen mình ở chú đó chứa bèo mình hay bèo mình là sư bèo mình là Đâu身份mình đâu bèo mình trong đó thì có 1/3 là tác giả của những bức tranh đã không ký tên, những tác giả còn lại thì lại thể hiện rõ thân phận. Khở chen liên xứ chẳng dùng cơ sử với yếu yếu sử khở chen kéo sử có thể cân chỉ sang vấn sổ sổ để chính khoang cho chú phán đoạn. Lý rũ khở chen là liên từ có thường dùng với mẫu yếu sử khở chen, từ đó có thể thấy thể hiện có thể dựa vào cái tình huống đã nói ở bên trên để đưa ra phán đoán. Thải trình chu yên好几天了，一直诊断不出是什么问题，可见情况不太好了。Anh ấy đã nhập viện được vài ngày rồi, vẫn chuẩn đoán không ra là gặp vấn đề gì, có thể thấy là tình hình không được tốt lắm. Hán ngữ Trung có cái thành ngữ gọi tự chư chư mình, bà tự chư trông với mình, khởi chen chư 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 sự y chủng chư huệ. Trong tiếng Trung có một câu thành ngữ là tự mình biết mình, chư chư biết mình, được gọi là Cái giỏi của việc mình biết mình, chư 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 mình, chư 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 tức là tự biết mình rồi, nhưng mà chư mình ấy là chư nó bằng từ tơ không, tức là cái sáng của việc tự hiểu mình ấy. Thì mình có thể dịch là cái giỏi của việc biết mình. Alo tô ok này. Trong tiếng Trung có một thành ngữ được gọi là cái giỏi của việc tự biết mình. Cái mà tự biết được gọi là cái giỏi thì có thể thấy tự biết là một cái một loại trí trí khôn, Xin một tuệ loại trí tuệ. Yếu sử khở chen, chu yên trở nâng câu chúng khoa chua trung cảm chư y su cha là dùng xin. Nạp hạ tham mần phụ nâng câu chỉ chỉ sự nguyên in, từ đó có thể thấy những cái người tình nguyện, những người tình nguyện có thể từ trong các cái bức tranh cảm nhận được dụng ý của các nhà nghệ thuật, dù cho là họ không thể hiểu được nguyên nhân. nào. Rồi, sang phần này là mời bạn Mỹ Châu nữa. Châu ơi. Châu đi đâu rồi? Thế Hải Thanh. Em đọc chưa được thầy. Chưa đọc được à? Ok, thế Hải Thanh nhá. Dạ vâng ạ. À, mô chén hứa xem trai đặc công thống tên tao sư sử xe miễn sứ chữ số hoa tờ cho cầu sở hào tráng khở hoan dung. À, mô chén và xem trai thì đều là một danh từ chỉ thời gian, chỉ cái khoảng thời gian, chỉ cái thời điểm mà đang nói chuyện có thể thay đổi cho nhau. À, chưa sợ mua chán hoa trở xem dài khởi ý cho mà xua mẹ dạo trong truy biểu mình hay xin xin ở hoa trở hoa thống khởi ý cho dân cho. À, ít nhất là hiện tại thì có thể nói như vậy. À, chưa có cái bằng chứng thể hiện là
cái con tinh tinh hay là trẻ nhỏ thì có thể làm như vậy. Mù chén hứa xin trai tờ bù thủng đẹn. Tì y, y ban xưa trung trở chúng chưa chén tao xin trai quấy trở tờ mẫu 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 toàn sử chén. Bình thường thì nhấn mạnh cái thời điểm trước đây cho đến cái khoảng thời gian trước đây cho đến hiện tại. Tao mù chén quấy trở sư chính hải dậu hải mỹ dậu biên hoa. Từ trước cho đến nay thì cái sự việc này thì vẫn chưa có gì thay đổi. Khởi dĩ sơ trung trở mẫu cơ sử chen. Mẫu cơ sử chen toàn dễ khởi dĩ trở mẫu cơ sử chen toàn. Sử chen tiện. Hãy khởi dĩ chen đao dụy ý chán đờ bị tuay. Có thể nhấn mạnh về một cái đoạn thời gian hoặc là một cái điểm thời gian cũng có thể so sánh cũng có thể những nhấn mạnh so sánh với trước đây. Ví dụ, của xem trai chiêu truy, bây giờ thì tôi mới đi. Bu khở dụy truy thị sử chen, truy thị sử chen thì lén dung, không thể. Thể liên kết sử dụng. Không thể liên kết sử dụng với. Với thời gian cụ thể. Dạ, không thể liên Cái kết sử dụng với thời gian cụ này là không thể sử dụng với những danh từ chỉ thời gian cụ thể. Ví dụ 4 giờ, 5 giờ chẳng hạn như thế. rồi nhưng mốc thời gian cụ thể. Dạ vâng ạ. Xin trai khở dụy suy thị sự xem sự liên dung có thể sử dụng với cái mốc thời gian cụ thể. Ví dụ, hiện tại là Bắc Kinh thời gian sáng ngủ 10 giờ trung. Bây giờ là 10 giờ sáng giờ Bắc Kinh. Quy trình phân si được. Chị Mai là đọc phần này được. Đi xử sự. Quy trình phân si à. Y su sư. Y su sư nhân loại cộng đồng cái ai hào, ta mình có thể đả phá quốc gia语言的界限, bảo nhân mình liên系在一起. Y su hình thức không phải đơn nhất đâu. 它包括很多不同的类型，如音乐、舞蹈、美术、摄影、戏剧、影视，甚至建筑等。每个国家都有自己独特的艺术形式，每个人也可以喜也可欢不能，同的艺术。也可能。每个人也可能喜欢不同的艺术类型。很多外国留学生对中国的京剧、水墨画、剪纸等传统艺术产生了浓厚的兴趣。你在生活中喜欢哪些艺术形式呢？哪里呢？艺术是nghệ thuật làm cái niềm yêu thích chung của con người, nó có thể phá vỡ cái giới hạn về ngôn ngữ và các quốc gia, đem mọi người liên kết lại với đem mọi người kết nối lại với nhau. Các cái hình thức nghệ thuật thì không phải là một loại duy nhất, mà nó bao gồm rất là nhiều loại hình khác nhau, ví dụ như âm nhạc, vũ đạo, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kịch, điện ảnh và truyền hình, thậm chí là cả kiến trúc, vân vân. Mỗi quốc gia đều có những cái hình thức nghệ thuật đặc biệt của bản thân mình. Mỗi người cũng có thể thưởng thức các cái loại hình nghệ thuật khác nhau. Rất nhiều lưu học sinh nước ngoài thì có những cái hứng thú rất là sâu sắc đối với các cái nghệ thuật truyền thống,
như là kinh kịch Trung Quốc, tranh thủy mặc, tranh cắt giấy, trong cuộc sống thì bạn thích cái loại hình nghệ thuật nào? Rồi. Mấy giờ lơ, mấy giờ lơ. Đó. À, cái nghi bu phận là sao mà nghe nhá. Đi châu là được phần này không? Dạ, cho bé Thanh, cho em Thanh làm trước ấy, em làm câu 7 cho. Thảo lơ. Ok, hào lơ. Khẩu bảo lín đối xiang sheng yi shu de yin xiang shi duo fang mian de. Ta bu jin dai tou a, ta bu jin dai tou jing hua xiang sheng de yu yan, hai ti gao le xiang sheng de Trong trong khoa shen. đây là chim, đây là trong đây là chim Trình họa, trình họa sẽ an trình là trình thầy an ok trình là trình tài thấu trình họa xiang sheng đạo yến hái thí cao là xiang sheng sân mỹ ở chư vị tha cải bèn là sự đua truyền thống chế mục chen chữ ý hội xế yêu mô đạo vấn minh xiang sheng chiếu sheng chuẩn chiếu phát triển xin Trung Quốc chứng lý hậu tha chi chí thuê động xiang sheng什么相声修改活动，在相声中注入了更多健康的内容，使之面貌焕然，焕是欢焕然一新。焕然一新焕然一新焕然一新，rực rỡ对，đấy.嗯。Ông này Hầu Bảo Lâm cái ảnh hưởng của Hầu Bảo Lâm với nghệ thuật tấu hài thì rất là đa dạng. Ông ấy không chỉ dẫn đầu về ngôn ngữ tấu hài tinh tế mà còn làm tăng cái thi cái vẻ cái thú vị và thẩm mỹ của tấu hài. Ông ấy đã thay đổi rất là nhiều những tiết mục truyền thống, những chương trình truyền thống kiên trì lấy cái tấu hài văn minh và hài hước, kiên trì lấy cái tấu hài văn minh khôi hài hài hước để tìm kiếm sự tồn tại và tìm kiếm sự phát triển. Sau khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, ông ấy tích cực phát động cái hoạt động siêu Thay cải đổi cái cách hoạt động thay đổi hoạt động thay đổi về tấu hài về cái trong cái lĩnh vực trong cái nghệ thuật tấu hài trong tấu hài thì đã chủ động cho vào những cái nội dung chủ động mang vào càng nhiều những nội dung lành mạnh khiến cái diện mạo của nó rực rỡ hẳn lên. Nhiều人说当初没有相声就没有侯宝林，后来没有侯宝林就没有如今的相声。这话很有这话很有道理。侯宝林一直在说相声，一生都在钻研相声，直到有一天在大多数人的心中，他就是相声。Có người nói ban đầu thì không có Tấu hài thì sẽ không có Hầu Bảo Lâm. Sau này thì nếu như không có Hầu Bảo Lâm thì sẽ không có Tấu hài ngày nay. Cái câu này rất là có ý nghĩa. Hầu Bảo Lâm thì luôn luôn Tấu hài một cuộc đời cả cuộc đời thì luôn Tìm tòi nghiên cứu. tìm tòi nghiên cứu tấu hài luôn luôn cho đến một ngày trong lòng của đa số mọi người thì ông ấy chính là tấu hài. Trại của chủ mình物理学我家国著钱名，志该开了。我国著名。我国著名物理学家钱学森特别喜欢听侯宝林的相声。
钱老师，口钱感有点像学生呢。不是李钱学啊，森，电他们，田学森啊，这电是森他林的森，们。不是李，他们的那 z，啊，田学森特别喜欢听侯宝林的相声。钱老说侯宝林的相声内容健康，格调啊，有条高格调雅。高雅，其父教育意义又十分幽默，常出奇的令人捧腹大笑，那真是一种语言艺术。是侯宝林智慧的闪光，很了不起，并称侯宝林是伟大的人民艺术家。Cái ông là Tiền Học Thâm đúng không? Tiền học thâm. Ông Tiền Học Thâm là học giả vật lý nổi tiếng của đất nước chúng tôi, rất thích nghe tấu hài của Hầu Bảo Lâm. Lão Tiền nói tấu hài của Hầu Bảo Lâm thì nội dung rất là lành mạnh, phong cách thì thanh 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 cao, đặc biệt là đặc biệt là chứa những cái hàm ý giáo dục, lại rất là hài hước. Thường xuyên đặc biệt khiến cho mọi người ôm bụng mà cười. Điều đó thật sự là một nghệ thuật ngôn ngữ. Đó thật sự là một loại nghệ thuật ngôn ngữ, là cái sản sản quang là cái ánh sáng trí tuệ của Hầu Bảo Lâm, rất là giỏi, còn được vinh trần, còn gọi Hầu Bảo Lâm là một nhà nghệ thuật vĩ đại của nhân dân. Thế Quá nào? là Hảo lại lơ, ba. nếu mà rồi完了就要准备死好，这个美洲呢，可以读吗？Dạ, chị Mai đọc tiếp đi. OK 啊，有请Dạ.有请，你是皇后了。Yeah. OK. 我是皇后，你是天帝。呵呵呵，你是皇后。OK，老师。有三分之一的画作作者没有签名，而其余的则标明了身份。令人头疼的是，一切签名被故意弄错了。志愿者无法确认作者到底是谁，所以有可能志愿者认为自己看到的是黑猩猩的水手涂鸦，实际则是著名抽象艺术家的大错。Có một phần ba tác giả của những bức tranh thì không ký tên, những tác giả còn lại thì lại ghi rõ thân phận. Điều mà khiến mọi người đau đầu đó là một vài cái chữ ký thì cố tình làm sai. Những người tình nguyện thì không có cách nào xác nhận được tác giả rốt cuộc là ai. Vì vậy mà rất là có khả năng yếu phần nữa. Những người tình nguyện cho rằng bản thân mình đã xem đã nhìn thấy đó là những nét vẽ tùy tiện của con tinh tinh đen. Thực tế thì lại là tác phẩm lớn của nhà nghệ thuật trừu tượng nổi tiếng. Tan dư đi, quy nhung chùa đã chen mình linh chu yên trở thấu thống. Những cái ký tên cố ý, những cái chữ ký cố ý làm sai thì khiến cho những người tình nguyện viên đau đầu. Xí bầy khốn chảo nén, chứng tạo Rư Bẩn, Phảo Quốc Liêu Xuế, Xuế xí yếu hoa, Sù Méo, Tha bả Trung Ngoại Hội Họa Chi Phả Hợp Hảo Đã Thế Hứa Chay Chỉ, Trang Trào Là Xin Ỉ Ở Tú Thừa Đã Phân Cứa. Hồi Quốc Hậu, Tha Trang Chi Chúng Sư Mỹ Sư Châu Y Công Chủ, Tuy Trung Quốc Mỹ Sư
对中国美术队伍的建设和中国美术事业的发展做出了突出的贡献，做出了突出贡献，影响深远。từ Bi Hồng khi còn trẻ từng đến Nhật Bản, nước Pháp du học, học về tranh sơn dầu, phác họa. Ông ấy đã kết hợp rất là tốt các cái kỹ xảo và phương pháp hội họa của nước ngoài cùng với nhau, tạo ra một cái phong cách rất là phong cách mới mẻ, tạo ra một cái phong cách mới lạ và đặc biệt. Sau khi về nước thì ông ấy có một thời gian dài làm công tác giảng dạy mỹ thuật, và có cái đóng góp rất là lớn, có đóng góp đó, có cống hiến rất là lớn, ảnh hưởng sâu rộng đối với sự gây dựng đội ngũ mỹ thuật Trung Quốc và sự phát triển của ngành mỹ thuật Trung Quốc. Tán Tử Sĩ, Xu Bê Hồng sư yêu siêu đời mấy sư Châu Y Cha. Từ Bi Hồng là một cái nhà giáo dục mỹ thuật nổi tiếng, xuất sắc. Từ Bi Hồng là một cái nhà giáo dục mỹ thuật ưu tú. 21. Mấy lần phang sư Trung Quốc chinh chư sử Trần Sang chỉ xạ đờ đại biểu sinh nhân vật. Tha đối chinh trị chinh xính là y sư trọng xin. Thông qua xi sâu sang hải quân minh hải xi sâu sang hải quân minh xi tờ cải lương chứng phân trung hứa chinh y hoa tản hoa tan hoa tan là sư hoa tản là sư Hoa tan, trung hứa hoa đơn. chinh y hoa tan hoa tan tao mã tan tờ biểu diễn phương sự Sụ trào chu Chú xin hải chào. cơ y tập Chú sụ chào. trào sụ trào chu là xin hải cơ y tập bu thống lịch sử sử chi chung Trung Quốc nữ sinh y sư xin xiang xin xin chẳng là tú trì thừa xin chẳng là tú trì thừa sơ tại y sư liếu phải mấy phải mấy phải Mấy phải Chứ sự quẩy ly truy quẩy quẩy truy chinh quẩy truy quẩy truy chinh truy sư ta minh tan chư sầu. Cái đây là Mai Lan Phương đúng không? đúng rồi. Mai Lan Phương là cái nhân vật đại biểu kế thừa trong lịch sử kinh kịch Trung Quốc. Ông ấy tôi ông ấy đã tiến hành thay đổi nghệ thuật kinh kịch Cách thông tân qua thay đúng đổi rồi. thông Cho học qua việc sinh tức là tiếp nhận hay thay đổi, tức là chỉ là cái làm cái làm khác thế thôi, nhưng mà cho học sinh tức là cách tân, tức là làm mới. Toàn xin là đổi mới ông ấy đã tiến hành đổi mới nghệ thuật kinh kịch thông qua việc tiếp thu những cái ghi này là những cái yếu tố cải tiến yếu tố tiến bộ của kinh kịch văn minh của Thượng Hải kinh kịch hiện đại Thượng Hải Tổng hợp cái thanh y hoa đơn. tổng hợp cái phương thức biểu diễn của cái này là Thanh y hoa đơn của vai đào nói chung là đây là mã các cái vai đấy đơn. tổng hợp phương thức biểu diễn của vai đào này trong kinh kịch này hoa tan là vai gì ấy? Hoa mình có Hoa thể nhấn tan mạnh được. là vai hoa đán là vai nữ, tất cả này đều là vai nữ hết. Thanh y là vai nữ, hoa đán cũng là vai vai nữ và vai diễn đào mã, đào mã này, đào mã gì đó, đào mã đơn à? Đào mã đơn cũng là vai nữ. Thì đây là tổng hợp phương thức biểu diễn của vai thanh y, vai thanh đào, hoa đán và đao mã đơn đúng không? Đao mã đán á, hay đao mã đơn thầy? Check âm Hán Việt thế nào. Sự tan là chắc đao mã đán thôi, Tan đây là đều đao mã đán
đang mã là nám, đây là cái ba cái vai diễn trong kinh kịch đều là của nhân vật nữ đóng. Sủ trảo là tạo ra những cái hình tượng nghệ thuật nhân vật nữ, tạo ra những hình tượng nghệ thuật nữ tính của Trung Quốc mà tồn tại trong một thời gian lịch sử rất là dài. Tạo ra những cái hình tượng nghệ thuật nữ tính của Trung Quốc không giống nhau, tồn tại trong lịch lịch sử rất là dài. Lịch sử sử chi trong thời gian lịch sử không khác nhau. Tạo ra cái hình tượng nghệ thuật nữ tính của Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử không trong giống cái nhau, trong cái trong giai đoạn lịch sử không giống nhau, hình thức hình hình thái khác thành nhau. cái trường phái nghệ thuật rất là đặc biệt, đó là Mai phái, và đứng đầu trong bốn người nổi tiếng, trong bốn người nổi nổi tiếng trong giới kinh kịch. Vâng, Mính ta là nổi tiếng. tứ đại danh đán, đúng rồi, trong giới Đứng kinh đầu ấy, chứ sáu sáu là đứng đầu thầy ạ. đúng rồi, Đứng 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 đầu đứng đầu trong trong bốn cái trong nhân vật từ kinh kịch trong bốn người lớn nổi tiếng của của kinh kịch. kinh kịch, bốn nhân vật lớn của kinh kịch. Đúng rồi. Cái anh thưa mấy thầy là cái anh Trung Quốc là hay cuồng chữ tứ, tứ đại tứ mỹ nhân rồi là tứ đại thánh địa rồi bốn kia rồi là tứ đại danh tác rồi tứ đại kinh kịch cứ mà tứ Mính đại tam. cái gì cái tầng tứ thì nắm chuyện à? Họ tức là họ thích số 4. Nhưng À, Việt tứ Việt đại Nam thiên mình vương. lại rất là sợ số 4. À, hôm nay à. vào từ một điều để con vòng đi con vòng sang à. Thầy ơi, thầy chưa về à? Thầy vào học đi. Đây à, đang Tạm ơn. đang ngồi trên xe học rồi đây à, xin chào cả nhà. Tán sư đi. Mấy lần phang su chào là sử tua nữ sinh y sư chính xẻng. Mai Lan Phương đã tạo ra rất là nhiều hình tượng nghệ thuật nữ tính. Tượng nghệ Hình thuật tượng nghệ thuật nữ. tính nữ Hình được tượng nghệ thuật về nữ, về các vai nữ, đáng cái các dịch bạn thoát là về với các phải. vai nữ Vâng, dịch nữ thoát là phải là Mai tính Lan nữ Phương đã tính tạo ra rất là nhiều hình tượng nghệ thuật cho các vai nữ. các vai nữ đúng rồi. Cái nữ Cho tính các vai nữ nữ trong thì kinh kịch. nó lại kiểu như làm cho cái nghệ thuật nó cảm nên uốn éo nhẹ nhẹ nhàng, người ta lại hiểu sai đi. Đây là nhủy xin, đây Lại là là cái này là đôi khi không nên dịch từ theo từ mà phải dịch thoát ý này ạ. nội dung Nó phải dịch thoát và thoát nội dung. tiếp. chiêu sư tại thiên rán sứ bi à Bi hoa chiêu sư tại thiên rán sứ bi của công rấn chán mẹ Dẫn sang cung của dẫn cung rấn chém cung lên chán mẹ sang chữ chùa đỏ thú không hoa chị, hoa chị sư Phương ơi, à Phương ơi, dạ. cái chỗ mà Mai Lan Phương ấy thì phải ai phải biết kinh kịch cơ thì mới biết là ông này là đàn ông, nhưng ông ấy diễn diễn cái kinh kịch vào những cái vai nữ ấy thì thậm chí Vâng. còn không cái người nữ nào có thể diễn bằng ông ấy. Thế cho nên Vâng. là đây là vâng ông ấy thổi hồn vào cái nữ tính vào những cái vai diễn của mình là tuyệt vời nhất, đứng đầu trong cái tứ đại bốn cái người mà diễn kinh kịch nổi tiếng hình thành nên cái phái mà Lan Phương này, đây là ông là đàn ông ạ. À? Ở đây chữ tha đây này, chữ tha là tha nam rồi tha nữ luôn đấy. Vâng, Vâng, đấy. thì là ông ấy đã tạo ra rất là nhiều hình tượng nghệ thuật về các vai diễn nữ ấy, trong kinh kịch ấy. Không, nữ tính đi, nữ tính đi, bởi vì là ở đây là cái vai diễn mà ông ấy diễn những cái vai nữ là đạt nhất ạ. À? Thế à, tức là ông ấy là đàn ông nhưng mà lại nữ tính ấy, thì đúng không thầy? Ô các cái kinh kịch Có thể. các cái vâng ô Vâng. Đúng đúng Mai đúng, Lan Phương nếu 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 biết thông tin đấy thì phải đúng, đúng là dịch thế thật. Vì à ông vâng ấy dạ đóng, nếu mà ông ấy đóng các cái vai diễn nữ đạt như thế thì đúng là phải dịch khác. Mai vâng Lan vâng Phương vâng đã tạo rất là nhiều hình tượng nghệ thuật nữ tính. vâng vâng dạ ví dụ như là cái ngón tay của ông ấy mà
chỉ ra để mà nó thành một cái bông hoa lan hoa huệ đấy, hoặc là các cái điệu tác để ông ấy uyển chuyển nước mắt, hoặc là ông ấy đong đưa, hoặc là cái tay áo ông ấy vọt ra làm sao, thì cái nữ tính uyển chuyển trên sân khấu của ta còn đến mức độ mà không, các diễn viên nữ thì còn phải tôn thành bậc thầy cơ mà. Dạ. Thế cái này thành thì cái ông người là bên... đúng rồi, thế thì ông là tạo ra hình tượng nữ tính đúng không ạ? Dạ, 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 dạ. Trung Quốc cổ đại của đi họa chủ yếu phân bố tại thần miếu, cung điện, cung cung điện, thư viện, thính viện, sứ sứ gì? Sứ khu, lính mộ, sứ khu, lính mộ, tổng kiến trúc vụ, tổng kiến trúc vụ trung. Bích họa là những cái bức tranh được tạo được những người công nhân. Được con người cung rấn, rấn cung là con người đúng không? Được công nhân, những bức tranh được bàn tay con người, được con người tạo ra ở trên mặt tường và trên những vách đá tự nhiên. Nó là một trong những cái hình thái hội họa, nó là một trong những hình thức hội họa sớm nhất trong lịch sử, có cái tác dụng là làm đẹp và trang trí. Bức họa ở thời cổ đại của Trung Quốc chủ yếu được tạo ở trong các cái công trình kiến trúc như là miếu thần, cung điện, sư viện là chùa chiền, vườn ngự uyển, hang đá hay là lăng mộ vân vân. Đá an sư bì, bì họa tùy chen trụ chỉ tạo trang sư mấy họa được chua dùng. Bức họa thì có tác dụng làm đẹp và trang trí đối với kiến trúc. Tiếp phần 3. Phần 3 thầy Nhật đọc được không ạ? Chí bái sứ. Ok. Ok, thế thì Mai đọc tiếp. Mai văn người bạn. Chí bái sứ là Trung Quốc chủ mình. Chí bái sứ là Trung Quốc chủ mình đó. Sư hoa đại sư. Yi Tian. Đại sư Yi Tian. Sư nhân. Ai Qing, đúng không, lão sư? Ai Qing là sư ai. Ai. Ai sư. Đi sơn. Đi sơn. Ngải thanh. Sư nhân Ai Qing tiến lại khám quan, đã 88 tuổi cao linh của Chí, Chí Bái Sứ, còn đem lại một bó hoa, xin ta phân biệt chân vị. Chí Bái Sứ lấy trụ phóng đại kính, cẩn thận nhìn lại xem, đối Ai Qing nói, tôi dùng gang trang trí của hai bó hoa, cùng ngài hoàn trợ phù hình không? Là ông Tề Bạch Thạch là một đại thư họa nổi tiếng của Trung Quốc. Có một ngày, một nhà thơ Ngải Khanh đến thăm Tề Bạch Thạch, lúc này đã 88 tuổi, còn mang theo một bức tranh và mời Tề Bạch Thạch giám định. Mà mời, giám định. Dạ. Giám định. Mời Tề Bạch Thạch giám định. Giám định thật giả. Tề Bạch Thạch. Mời Tề Bạch Thạch giám định thật giả. Tề Bạch Thạch đã cầm cái kính lúp. Tề Bạch Thạch đã cầm cái kính lúp xem rất là kỹ càng và nói với Ngài Khanh là tôi dùng hai cái bức tranh mà mới vẽ để đổi lại cái bức tranh này có được không? Ai Qing thính hậu, cán chỉn sâu chỉ hoa, xeo sơ sơ. Nín chiêu sư ná ơ phú, nín chiêu sư ná ơ sư phú,
我也不跟您款, 几百时间他, 不签订, 不答应, 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 忍不住, 叹了一口气说, 我年轻时画画多认真啊, 现在退步了, 原来, 爱情带来的这幅画, 正是几百十几十年前的作品. Ngài Khanh sau khi nghe xong thì nhanh chóng cất cái bức tranh của mình, cười và nói, ông có cầm 20 bức tranh thì tôi cũng không đổi cho ông. Tề Bạch Thạch nhìn ông ấy mà không đáp lời, ta anh là không đồng ý à thầy? Vậy không đồng ý. Tề Bạch Thạch nhìn ông ấy không đồng ý, không chịu được và đã thở dài và nói, khi còn trẻ tôi vẽ cũng rất là nghiêm túc, tôi vẽ rất là tỉ mỉ, hiện nay thì đã thụt lùi rồi. Vốn dĩ cái bức tranh mà Ngài Khanh mang tới thì lại chính là bức là tác phẩm mà Tề Bạch Thạch vẽ mấy chục năm trước. Mười mấy năm mà mấy chục năm chỉ sứ mà chỉ sứ là mấy chục năm. Ai chinh chấu hậu chỉ bái sứ y chứ chấu mấy bù chẳng y thiên nhiên lý ta ở tự chỉ lái sang sơ sổ khăn tàu phán khăn tàu su phán đợt tân khái lăng trợ chấu chinh ý khăn phá xiên chỉ bái sứ trông chua chạy su chua chén y bỉ 一笔一画的, nên là gì? Miao Hong. 一笔一画的Miao Hong. 而是不解地问道, 您都这么大年纪了, 早就成名于世, 怎么突然想起Miao Hong? 而且描的还是这么出奇的东西. Sau khi Ngài Khanh đi, thì Tề Bạch Thạch cứ luôn mặt mày ủ rũ, vào một đêm thì con trai ông ấy thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy căn phòng đèn trong phòng vẫn còn sáng, liền đi vào xem, phát hiện ra Tề Bạch Thạch đang ngồi trước bàn, tay vẽ, tay tô, y bỉ ý khoa y bỉ, đây là một nét, tay nét bút vẽ, nét bút để tô màu, cái này là tô màu ấy thế ạ, các cái vạch đỏ, các cái vạch màu đỏ, dùng nét bút để tô, tô màu, dùng nét bút vẽ vạch đỏ, con trai không hiểu liền hỏi, bố đã lớn tuổi như thế này rồi, sớm đã có tiếng tăm với thế giới, tại sao lại đột nhiên muốn tô cái nét đỏ này, hơn nữa những cái mà vẽ ra thì lại sơ cấp như vậy. Chí bái sứ yếu yếu thấu bù chỉnh bù chỉnh bù man tờ tá tạo. 现在我的名气大，很多人都说我画得好，觉得我随便画一笔都是好的。我是被这些赞美弄得有气，飘飘然了，无形中就放松了对自己的要求。直到前几天，我看到自己年轻时画的一幅画，才突然 提醒我不能再被外界的那些夸奖之时冲昏了头，以后还得认真练习自己管住自己啊。从此以后，尽管管住自己啊。从此以后，尽管年龄越来越大，
chị Bái Sứ hãy sự chăm chú mỗi thiên luyện tập. Chúng bất quản thâu lãn, có sự vì là một phú hoa, ta thậm chí hội hoa sang chỉ có yếu đất sử dụng. Bù mạng, bù mạng chú ý của vãng đất trần chiêu, bù phong xung đối chức chỉ đất yêu chiếu. Chờ chân sự chỉ bái sứ, chờ vì sư hoa đa sư, linh rấn thay phú đất đi phạm. Tề Bạch Thạch lắc đầu, vội vàng, không không vội vã mà trả lời. Cái tiếng tăm của bố hiện nay rất là lớn, rất nhiều người đều nói là bố vẽ rất là đẹp, nghĩ rằng bố chỉ cần tùy tiện một nét thì đều là vẽ, bố chỉ cần tùy tiện vẽ một nét thì đã rất là đẹp. Bố đã bị những cái lời ca ngợi này làm cho lâng lâng vô dạ. Hình chung lâng lâng ấy, kiểu như là làm cho đây là trôi giạt nhưng mà kiểu như là nó làm cho đầu óc nó tỉnh táo. Vâng, bố đã bị những lời ca ngợi này làm cho có một chút lâng lâng vô hình chung, đã lơ là cái yêu cầu đối với bản thân mình. Cho đến vài ngày trước, bố nhìn thấy cái một bức tranh mà mình đã vẽ khi còn trẻ, thì mới đột nhiên mới bất ngờ bừng tỉnh. Bố đã không bố sẽ không thể lại bị những cái lời khen những cái lời khen ở bên ngoài làm cho mê muội nữa, làm cho mê muội đầu óc. Sau này thì vẫn phải luyện tập chăm chỉ, tự bản thân mình quản lý tốt bản thân mình. Từ đó trở đi, mặc dù là tuổi càng ngày càng cao, Tề Bạch Thạch vẫn kiên trì mỗi ngày luyện tập, chẳng bao giờ lười biếng. Có lúc để mà vẽ một bức tranh, ông ấy thậm chí đã mất một khoảng thời gian mấy tháng, không hài lòng với thành tựu trước đây, không lơ là yêu cầu đối với bản thân mình. Đây chính là cái điểm mà khiến mọi người khâm phục về cái đại sư hội họa này, vị đại đại thư họa Tề Bạch Thạch này. Ở San, chị Bái Sứ xiang gen shi ren ai jin huan de hua. Cái bức tranh mà Tề Bạch Thạch muốn đổi với nhà thơ Ngải Khanh đó là Dan Zi Si, sư tư chỉ de hua, là cái bức tranh của bản thân mình. Ai chinh cháu khẩu, chí bái sứ, vì sao mà chấu mấy bộ trạng? Ngài Khanh đi, sau khi Ngài Khanh đi thì Tề Bạch Thạch tại sao lại cứ câu mày đăm chiêu? Đan sư đi, chế đời chư chỉ thuê bù lọ. Nghĩ rằng bản thân mình đã tụt lùi rồi. Ơ sư, tần huấn rân quấy, chí bái sứ linh rấn thay phú tờ ti phẳng sự. Bài văn cho rằng cái điểm mà Tề Bạch Thạch khiến mọi người khâm phục đó là B, sử trung yến cứa yêu chiếu tư chỉ, từ đầu đến cuối đều rất là nghiêm khắc yêu cầu với bản thân mình. Đấy. 18, chơi gâu được, chá yếu. Tân trải. 18. Lão sư ạ, chứ ổn nền quán rắn phòng phát hiện, có gì mà? Có gì ạ, xuyên lý tập biệt. 就是你的舞台了，你是主女演员。我自己演。台女演。OK。啊，灯彩又叫花灯，是起源于中国的一种汉族传统民间手工艺品。手工艺品。
它与正月十五元宵赏灯的习俗关系密切。中国各地的灯彩种类众多，做工又美，各有特色，有代表性的，如鱼灯，鱼是中国民间美术最常见的造型主题之一，象征。 年年有余，陕西的鱼形灯彩，制作手法简阔，构思精巧，用竹篾做鼓，外壶材质，外壶材质做形生动，做形生动，活泼，白菜灯发音进师，摆财。 民间举旗举旗吉祥的寓意，模仿白菜之形，这是朴素啊，朴素还是朴素？朴素中流露着百姓热爱疆土的乐观精神。莲花灯，莲花具有圣洁尊香之美，被誉为画中君子。 民间又以莲啊，莲藕，莲藕，啊，民间又以莲藕并生，花开并蒂，表示佳偶天成，用以祝贺新婚，又有连连有余等吉祥。 连连有余等吉祥祝福之一，龙凤灯，属浙江仙居的，正四，仙居的正四，浙江仙居的正四五谷花灯，传统观念中，龙和凤。 都是吉祥的动物，表达吉祥美满的愿望，并相传点亮龙凤灯，能具药辟邪主百姓，百病，这画百病，就是画胡灯啊，花蝶灯，画蝴蝶，化蝶灯是广东佛山民间灯彩，以富丽的牡丹花和七彩什么？斑斓呢？是三朝。记载斑斓的蝴蝶为主题结构。三朝斑斓的。斑斓的呀，斑斓的紫色。这哪个还有哪？ 以富丽的牡丹花和七彩斑斓的蝴蝶为主题结构，配置青色、如意，这个都难读，也太飘饰，风饰啊，飘饰，是什么意思啊？捉弄，捉弄呀，飘饰。 寓意春天临来，百花齐放。来临，没有临来，来临。寓意春天来临，百花齐放。彩蝶纷飞，表达人们对未来美好生活的期盼。期盼，对。念完了，然后翻译。啊，对。啊，đèn lồng còn gọi là đèn hoa đăng. Là cái tác phẩm là một tác phẩm nghệ thuật thủ công dân gian truyền thống của dân tộc Hán ở Trung Quốc, là bắt nguồn từ tác phẩm thủ công nghệ thuật thủ công dân gian truyền thống Khan chú của dân tộc Hán Trung Quốc. Nó có mối quan hệ, nó có phong tục tập quán, có nó có mùa, có phong tục, có nó có tha tờ à cái
phong tục nó có mối quan hệ mật thiết với cái phong tục chiêm ngưỡng, phong tục ngắm trăng vào đêm nguyên tiêu. Tiếp theo, đèn lồng của các khu đèn lồng của các khu vực ở Trung Quốc thì chủng loại rất là đa dạng, chế tác thì rất là chế tác thì rất là đẹp, mỗi cái đều có đặc điểm, có cái có tính hiểu tai biểu sinh, có tính tính tiêu diện. Biểu ví dụ như là đèn lồng con cá là một trong những cái chủ đề tạo hình thường thấy nhất trong mỹ thuật dân gian Trung Quốc. Thứ nhất là tượng trưng cho quanh năm dư giả. Đèn lồng hình con cá ở Thiểm Tây thì cái phương pháp và xấu phả là cái phương pháp chế tạo rất là đơn giản. Kết cấu thì rất là tinh xảo, dùng thanh trúc để tạo thành nan, dùng trúc chú là trúc đó, dùng những cái nan trúc để tạo thành dùng trúc để tạo thành củ, đây là nan, dùng nan trúc để tạo thành cái cốt ấy, cái khung ấy, khung dùng trúc để tạo thành khung. Bên ngoài thì bên ngoài thì cái này là chát hoặc là dán giấy màu, bên ngoài thì dán giấy màu, sự trỏ sông tung của tạo hình thì rất là sinh động hoạt bát, sống động. Tạo hình thì rất là sống động. Đèn lồng hoa cải, đây là đèn lồng, người ta gọi đèn lồng củ cải, nhưng mình thấy là củ cải nên không không chuẩn. Đèn lồng đèn hoa sen đấy, đèn hoa sen, đèn lồng tròn ấy, đèn lồng bắp cải thì phát âm gần như là bách tài. Dân gian thì lấy cái ý là cát tường, mô phỏng cái hình hình gì cải. Hình cải, mô phỏng hình bắp cải. Phú sủ chung, phú sủ là một cách giản dị thì đã cho thấy cái tinh thần lạc quan của người dân, tinh thần lạc quan và yêu nước, và tinh thần lạc quan rất là yêu quê hương đất quê nước hương. Của người dân. Ừ. Đèn hoa tông, ái hương thổ. đèn hoa sen hoa sen thì có nét đẹp mà về hương thơm mát và thanh khiết, còn được gọi là quân tử trong hoa. Chuyên chữ là quân tử trong cho hoa, các loài hoa. Quân tử trong hoa, trong các loài hoa. Hoa trung chuyên chữ. Quân tử của các loài hoa cũng được. Quân tử của các loài hoa. Dân gian thì lấy cái này tinh sâm, lấy hoa sen à? Lấy củ sen. Lấy củ sen và cái đài sen à? Đây là cái tinh sâm. Cái hai hoa chung một đài ấy. Hoa tinh khai. Tế là hai. Cái câu này thế. Hoa sen thì lấy lén ẩu. Lén ẩu là cái củ sen. Lén ẩu. Lén ẩu bình sân. Đây là nó thể hiện là cái đằng này nó là thể hiện sự thành đôi rất là tự nhiên này. Có nghĩa là hai hoa nở cùng một đài ấy. Cái câu là
Tức là cái cụm từ đó là liền ẩu bình sân hoa khai bình. Bình tỷ. Bình tỷ. Hoa khai bình tỷ là hoa, hai hoa nở cùng một đài. Thì cho thấy là cái rất là đẹp đôi một cách tự nhiên ấy. Nó thể hiện trong tình yêu lại còn cái phía trước rất là trời sinh cặp. Để dùng là chúc phúc cho tân hôn. Cũng còn có ý nghĩa hạnh phúc cát tường và cũng còn để dùng chúc phúc cho tân hôn lại còn có những cái nghĩa như là chúc phúc cát tường quanh năm dư giả. Lúng phượng tăng, đèn rồng phượng. Đèn rồng phượng thì là một cái loại đèn không có cốt của huyện Tiên Khu à? Tiên gì đấy? Tiên Truy, Tiên Truy thầy. Tiên Cư. Của huyện Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang. Rồng và phượng là những con vật cát tường, đều là những con vật mang tính cát tường, thể hiện cái nguyện vọng về về hạnh phúc mỹ mãn và cái trang trán tương truyền tẻng len và thắp sáng đèn long phục và thắp sáng và tương truyền là ở đây và tương truyền thắp sáng đèn rồng phượng thì có thể trừ tà ma, trừ bách bệnh. Tiếp theo là đèn gì đây? Đèn hoa điệp. Hoa phú tăng. Đèn gì thế? Đèn hoa điệp. Hoa điệp. Okay. Đèn hoa điệp là cái đèn lồng dân gian của thành phố Quảng Đông, Phật Sơn. Phố gì đây? Phật Sơn, Quảng Đông. Phật Sơn, Quảng Đông. Là cái đèn lồng dân gian của thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Ỷ sao mà quấy? Lấy cái hoa mẫu đơn rực rỡ và những con bướm bướm nhiều màu sắc rực rỡ làm kết cấu chủ đề, phối hợp với màu vàng giống như là rú y đấy thầy, rú y theo khu theo sử thì dịch như nào, kết hợp thay chữ chín sửa rú y theo sử giống như là đang trôi nổi bay bổng á, đang giống bay, như là đang bay, đang bay lượn, đang bay lượn thì là đèn bướm bướm lượn mà. Hàm ý ngụ ý là mùa xuân sắp đến, trăm hoa đua nở, bướm bay dập dờn, thể hiện cái khát vọng của người dân về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Trong tương lai. Bướm bay dập dờn. Ơi sứ liệu. Căn chỉ bản luận xem men ná chủng sô phá sư trông chuệ đó. Theo như đoạn văn thì cái cách nói nào sau đây là đúng? Cách nói nào đây? Sứ tân sư sản sư thư hiểu. Bì à? Ái trải tân chư hiểu phụ sư tờ trang thủ. Phụ sư. Anh hai đấy. Phụ sư tờ trang thủ chỉ si. Cái đèn bắp cải thì có cái không khí có cái không khí về quê hương đất nước rất là giản dị, rất là giản dị. Ơ sứ chi mín chèn chán xua ná chủng tăng khởi ý xeo chú cơ chủng chí bình. Truyền thuyết dân gian thì cái loại đèn nào thì có thể trừ được các loại bệnh tật. Tán sứ si lúng phẳng tăng đèn rồng phượng. Ơ sứ ba có thể phan huấn trang theo thí thật sự, có thể làm cái tiêu đề của bài văn là cơ thi mình chen tân trải
là đèn lồng dân gian ở các địa phương. Cái tên sản phẩm. Su xỉa nữa. Su xỉa, chẳng mà su nữa, chẳng mà xỉa. Người khác. Sô phỉn. À, sư chiều. À, lãnh khẩu sô khoa. À. À, ok. À, Shang Hải kể của Liu Xia là chí chí sân cơ là in xiang. À, Thượng Hải đã để lại những ấn tượng sâu cực kỳ sâu sắc cho tôi. Nào pha sư ý phần, nào pha sư ý phần chung, tha dễ phú yên y chạy tầng lọc. À, dù là một phút, anh ta cũng không muốn chờ nữa. Chống ủy khoa lúng tiền, tiền gì đây thầy? Tiền diện. Khoa lúng tiền chi. À, tiền chinh, nhện chinh. À, chống ủy khoa lúng tiền chinh, bèn chú thư, bèn chú thư quan ủy tha tờ chuán xua. À, thành ngữ là... À, vẽ rồng thêm mắt. Gì đây? Thêm mắt. À, vẽ rồng thêm mắt là xuất phát từ truyền thuyết liên đó. Quan đến liên quan đến rồng. Ví dụ là khoa sứa thiên chú này nhỉ? Khoa sứa thiên chú, khoa lúng tiễn chinh, khoa sứa thiên chú. Khoa sứa thiên chú là vẽ dán thêm chân đấy. Đây, tại Trung Quốc dễ hiểu. Nên Việt Nam đi mua y dạng rồi. 好,這個作品欣賞業餘自由活躍,請你抄一個短片呢。怎麼抄呢?我還沒想。一個短文呢。隨便說。作品。嗯,隨便說。我隨便說。所以,這是最有名的 这是几白石最有名的作品，大家欣赏后，都说他画得很好。业余时间他业余时间几白石，都练习绘画。自由，自由怎么说？他的风格很自由。他的风格是很自由、活跃的、生动，对不对？活跃。他的画显得非常活跃。啊，他的画显得非常活跃，极其活跃也可以。极其活跃，对，极其是非常的意思。啊、好了，读完了 ADSK 五的上文了，下节课我们继续读 ADSK 五的下文。Thầy Nhật ơi, thầy về chưa? Thầy chưa sang rồi.